Giờ chúng ta cùng đi chơi nhé, thắt dây an toàn vào con yêu hỡi. Khu vui chơi này con sẽ thích, mình hãy mau sẵn sàng nào. Khi chơi cầu trượt con hãy nhớ, không chơi một mình đâu con nhé. Ba mẹ sẽ giúp đỡ để bé chơi an toàn này. Khi đi cầu treo em hãy nhớ, không đi một mình đâu em nhé. Anh chị sẽ giúp đỡ để bé chơi an toàn này. Khi chơi đệm lò xo hãy nhớ, không đi giày lên đâu con nhé. Con yêu à, mẹ sẽ giúp. Giờ bé hãy mau nhảy nào. Ta đu xà đơn con yêu nhé, không sao đâu mà ba ở bên. Cố lên nào, ba sẽ giúp. Ô bé yêu rất khỏe kìa. Chơi cẩn thận con hãy nhớ, để chúng ta an toàn này. Sân chơi này bọn con rất thích, có nhiều trò chơi vui nhé. Với đồ ăn thơm ngon nữa, tuyệt quá đi ba mẹ ạ. À. Lại đây nào em trai, đừng khóc nha, đã có chị.
đã đến lúc chuẩn bị đi ngủ rồi. Chị luôn ở bên chơi cùng em và chăm sóc em. Em bé ngoan à, ngủ ngon cùng những giấc mơ. Chị luôn ở bên chơi cùng em và chăm sóc em. Em bé ngoan nào, chị rất yêu em đây mà. Nhìn kia, bạn thỏ đang ngủ rất ngoan. Đừng khóc nha trong tuần. Halloween rất là tuyệt nhé. Và cũng rất thú vị. Ở cạnh bên gia đình thân yêu, chúng mình rất hạnh phúc. Mình chơi trò cho kẹo, hay bị kẹo ngay nghe cho kẹo, hay bị kẹo. Halloween, Halloween thật là vui. Wow, các con hãy nhìn kìa. Wow. Wow. Yay. Yay. Những chú vịt con thật đáng yêu. Chúng ta đi chơi thôi. Yeah. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt.
vịt ở đây. Một chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Ở bên này. Chúng ta đã làm được rồi, bé Sôn. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng hai chú đi đâu rồi, chỉ còn ba chú vịt ở đây. Hai chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng ba chú đi đâu rồi, chỉ còn hai chú vịt ở đây. Ba chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Thật là thú vị. Quạc quạc. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng bốn chú đi đâu rồi, chỉ còn mỗi chú vịt này ở đây. Ôi không, bốn chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Chúng ta là vịt cướp biển. Yo-ho! Bơi sang bên kia thôi. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng các chú đi đâu rồi, chẳng có chú vịt nào ở đây. Cả năm chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Mấy bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Em yêu, ở bên này. Wow! Yay! Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị. Chơi ngay thôi nhé, năm chú vịt. Nào mình cùng kêu quạc quạc quạc, vịt con đi chơi thật là vui. Quạc quạc. Có chú vịt nào muốn uống sữa không? Con ạ. Quạc quạc. Cả anh nữa. Giờ mình cùng uống sữa ngay nào. Sau khi chơi sẽ rất đói bụng. Nào mình cùng kêu quạc quạc quạc, vịt con đi chơi thật là vui. Yummy yummy. Đồ ăn sẵn sàng rồi. Thôi nào. Đồ ăn thật ngon, lại đây trường mình. Hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon, và học cách ăn an toàn nha. Dino, Dino. Ngồi yên, mình không đi quanh bàn ăn, rất nguy hiểm. Mình nên ngồi thật ngoan ở trên ghế. Ngoan ở đây nhé, con yêu. Không. Đồ ăn thật ngon, lại đây trường mình. Hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon, và học cách ăn an toàn nha. Ôi không, con yêu. Này em, làm mọi thức ăn trước khi mình ăn. Đừng quên
bạn yêu giỏi lắm. Con có muốn ăn thêm không? Đồ ăn thật ngon, lại đây trường mình. Hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Ngon quá. Nhìn này em, mình không nên ăn như vậy đâu. Ăn chậm lại. Nhìn đây, làm theo chị và anh nhé. Tốt lắm con yêu. Kìa đồ ăn thật ngon, lại đây trường mình. Hãy cùng ăn nào. Đồ ăn thật ngon và học cách ăn an toàn nha. Bingo. Yum yum. Đồ ăn đây ôi thật thơm, rất tuyệt. Yum yum. Đồ ăn thơm ngon đây chứ. Kìa ba, sao thế con? Là ba ăn kem phải không? Không, bé ơi. Thật sao, thật sao? Đúng đó con yêu. Ba hãy mau ha miệng. Ha, ha, ha. Sẵn sàng đi đến cửa hàng đồ chơi mới chưa? Mỗi người sẽ được chọn một món đồ chơi. Yay!
hay. Đi thôi nào. Thật vui, thật vui. Các con yêu mau sẵn sàng. Cùng nhau, cùng nhau. Bé ơi hãy nhanh đi dậy. Trước tiên qua sông nhé con à, rồi sẽ đi qua núi cao. Chúng con đang rất mong đợi. Tới nơi chưa thấy ba mẹ. Bao lâu nữa sẽ đến à? Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhìn xem, tàu đang đi qua kìa. Nhìn xem, nhìn xem. Các con có biết trên tàu có bao nhiêu những con vật? Hãy nói ba nghe nào. Wow, là những chú to và kiêu. Nhìn kìa bé John. Đúng vậy, cả những chú lợn nữa. Oanh oanh. Nhìn xem, nhìn xem. Chúng ta đi qua chiếc cầu. Hãy xem ở dưới sông có bao nhiêu chiếc thuyền. Wow, chiếc thuyền kia to thật đấy. Nhìn kia, có cả một chiếc thuyền nhỏ nữa. Yay. Cùng đi, cùng đi. Chúng ta đi tiếp thôi nào. Hooray, hooray. Chúng ta sẽ rất vui này. Trước tiên qua sông nhé con à, rồi sẽ đi qua núi cao. Chúng con đang rất mong đợi. Tới nơi chưa thấy ba mẹ. Bao lâu nữa sẽ đến à? Chúng ta sắp đến nơi rồi. Bé John, hãy nhìn này. Thật vui, thật vui. Chúng ta đang lên dốc cao này. Hãy xem xung quanh nhé con. Thị trấn rất xinh đẹp. Nhìn kia, nó đây rồi. Wow, siêu kia, nó đang bay rất cao. Wow, màu sắc của nó thật là đẹp. Nhìn bên đây, nhìn bên kia, rất vui có đúng không nào? Bé yêu ơi, bé yêu, đã đến nơi rồi. Nhìn kia, nó đây rồi. Được rồi bé John, hãy lấy đoàn tàu đó. Một con diều có hình dáng giống tên lửa. Vèo. Con em sẽ vẽ những bức tranh xinh đẹp. Chết chung. Wow, có tiếng còi xe kìa. Kem, anh có ý này. Ta hãy làm những người lính cứu hỏa đi. Yay. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi. Làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi. Làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ bạn mèo ngay. Wee-hoo, wee-hoo, wee-hoo. Chúng ta hãy cùng nhau chơi. Làm người lính cứu hỏa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng. Mau chúng ta giúp bạn mèo ngay. Bạn yên tâm, đừng sợ nhé. Đã có lính cứu hỏa ở đây. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Oh.
Hãy giúp đỡ cậu ấy. Vâng ạ. Lấy nó ra nào. 1, 2 và 3. Làm được rồi. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hòa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ta hãy mau mau trượt xuống, cùng đi ngay có nhiệm vụ mới. Đã có lính cứu hòa ở đây. Cùng dập tắt lửa nào. Chạy nhanh thôi nào bạn ơi, dập lửa ngay, dập lửa ngay. Chạy chạy nhanh thôi nào bạn ơi, wiu wiu wiu. Đi giúp đỡ mọi người thật vui, mình là linh cứu hòa đây. Đi giúp đỡ mọi người thật vui, wiu wiu wiu. Được rồi các con, bể bơi đã sẵn sàng rồi. Đợi một chút nào con yêu. Mình bơi kiếm trong nắng vào để bảo vệ da dưới ánh mặt trời. Nào con hãy nghe lời. Con chẳng muốn bôi kem này. Con hãy làm theo ba thế này. Bôi kem vào nhé con. À, bảo vệ da mình cùng bôi kem. Vâng, con làm theo ba à. Giờ cần đôi mũ con đã vì mình đi giữa ánh mặt trời bảo vệ con khi chơi. Con không đợi mũ đâu à. Ta hãy đổi mũ khi chơi đùa, mũ giúp mình mát hơn nhiều. Nào em ngoan làm theo nhé. Em sẽ đổi mũ ngay bây giờ. Chúng ta đã cùng đổi mũ rồi. Mình dùng phao tay nhé con à, bảo vệ con xuống bơi an toàn. Nào con hãy nghe lời. Con không dùng chiếc phao này. Mình có dùng chiếc phao rồi. Con yêu à hãy xem kìa, thật là an toàn khi bơi nhé. Con sẽ dùng chiếc phao này. Mình cùng nhau chia sẻ, ngồi lên chiếc phao này. Được không bé yêu à? Trôi trang sẽ không tốt đâu mà. Kem chống nắng giúp con bảo vệ da. Trước khi xuống bơi, con hãy bôi kem này. Con cần bảo vệ làn da của mình. Con còn muốn bôi kem không? Dạ có ạ. Giờ mình cùng bôi kem. Vâng thưa ba.
chúng ta đi bơi. Áo phao giúp mình nổi trên mặt nước. Nếu bé yêu vẫn chưa biết bơi, dùng phao này sẽ thật ngầu đấy. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Hãy cùng nhau xuống nước nhé. Dạ vâng ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân năm nay tôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi cần phải luôn đi cùng với nhau. Nhớ trước khi ta xuống nước bơi luôn ở bên ba mẹ mình nhé. Các cháu đã nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Hãy cùng xuống nước nào. Dạ vâng ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân năm nay tôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi ở trên bờ các cháu đừng chạy. Sàn ướt rất trơn ta sẽ ngã đau. Và nhớ không được lặn xuống dưới nước. Mình có được chạy trên bờ không? Không được ạ. Mình có được lặn xuống dưới không? Không được ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân nước này thôi thật rất tuyệt. Hãy nhớ khi chúng ta đi bơi ta không nên đi ra chỗ sâu. Hãy nhớ bơi đúng nơi quy định cùng mẹ và mình nha. Các cháu đã nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Các cháu có vui không? Dạ có ạ. Được đi bơi mình rất vui. Chúng ta đi bơi mẹ và ba. Được đi bơi mình rất vui. Xuân năm nay tôi thật rất tuyệt. Cậu còn muốn xem thú cưng mới của tớ không?
cưng của tớ. Thật ngầu. Đến giờ mở quà rồi.